Xin chào quý cô bác anh chị. Hôm nay là rằm trung thu, thì em đã tiếp tục đi phóng sanh. Hôm nay em sẽ phóng sanh hồi hướng cho chị Hoàng Thị Oanh và bác Nguyễn Văn Chánh, là ba của Bồ Tát Trang Nguyễn. Dạ. Mọi người thấy không à, em phóng sanh riết em bán nhà luôn đó. Người ta làm từ thiện hay phóng sanh gì người ta cũng lời, cũng làm giàu. Còn em càng làm là càng bán nhà. Nó chơi vậy thôi chứ sao bán nhà được. Mình làm mấy việc này mình có cái được cái phước, sức khỏe và trí tuệ. Em làm cái này là bảo tồn đại dương. Cảm ơn các anh chị Bồ Tát đã ủng hộ em giải cứu thiên nhiên và động vật. Rồi em vô trong rừng, em có cơ duyên em gặp những cái con vật bị hại chết, chuẩn bị đem ra chợ bán làm thịt đó, thì em cứu và em hồi hướng giùm các anh chị. Nhưng mà đừng có trông cậy vào cái việc hồi hướng của em quá, mà khi em làm cái video em rồi đó thì anh chị coi cái video đó rồi hồi hướng với chư thiên Bồ Tát quỷ thần gì đó, là cái công đức này á là nhờ Ti Un phóng sanh giùm đó. Hồi hướng kỹ hơn, rồi khi mà mình hồi hướng á thì mình sẽ nhiếp tâm tưởng niệm đến cái người đó, thì cái công năng hiệu lực nó sẽ đạt được cái thành công như mong muốn. Còn em hồi hướng, em biết tên, ngày tháng năm sinh chứ em đâu có biết mặt. Em không có biết người đó làm sao hết. Đó. Nhưng mà cái lòng thành của em là nghĩ tưởng niệm đến người đó, thì em hồi hướng cho người đó. Thay cho các anh chị nhờ em phóng sanh giùm. Vậy là hôm nay rằm là một ngày rất là quan trọng. Rằm trung thu, trăng vàng lớn sáng vằng vặc, là một cái ngày rằm mà quan trọng cực kỳ đặc biệt nhất trong năm. Bồ Tát á, Quan Thế Âm thường hay xuất hiện để thuyết pháp cho chúng sanh ở dưới sông chịu khổ nạn á. Thì hôm nay á, cái việc phóng sanh á, em không có muốn làm, bởi vì cái máy quay phim này của em á, nó sắp hết dung lượng rồi. Em còn dự định đi lên rừng để phóng sanh, nhưng mà em mà đi lên đó thì em chỉ làm được cho một gia đình Bồ Tát Trang thôi. Em không làm được cho gia đình Bồ Tát Oanh và một anh Hùng Phước 500.000 để phóng sanh, nhưng em cũng không biết anh đó là ai. Nên em sẽ cầu quốc thái dân an cho anh, cầu cho anh sức khỏe. Đó. Bây giờ sẽ thành tâm đứng trước Quán Thế Âm Bồ Tát để chú nguyện. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, con là Ti Un, nay đứng trước tượng đài của Ngài, con xin thành tâm sám hối tội lỗi của con trong quá khứ và hiện tại, và hứa rằng trong tương lai con sẽ cố gắng làm những việc tốt hơn, lợi ích cho chúng sanh nhiều hơn nữa. Hôm nay được duyên thù thắng của chư Phật Bồ Tát gia hộ cho con, để hàng ngày con đều có cái cơ duyên đi giải cứu động vật. Thay cho các vị Bồ Tát khác cũng là làm bảo tồn thiên nhiên động vật, con xin Quán Thế Âm Bồ Tát hãy cứu khổ cứu nạn cho những cái vị Bồ Tát phát tâm chú nguyện cái công đức hồi hướng cho việc phóng sanh mỗi ngày của con đó, cho điều may mắn đến với họ, là những cái nguyện ước của họ mau trở thành hiện thực. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, sau khi
làm việc với Quan Thế Âm Bồ Tát rồi con sẽ đi ra đây chờ ngư dân kéo lưới lên bờ. Hôm nay con phải thương lượng với người ta, tại quý vị cũng biết nếu không thương lượng người ta cũng không muốn bán cho con đâu. Con phải mua giá ngang với giá chợ, đôi khi cũng phải mua mắc mắc một chút để người ta bán, bởi vì cái lời hứa của người ta với cái những cái mối mang của người ta ngoài chợ rất là quan trọng. Bởi vì con mua hôm nay không biết ngày mai con có mua nữa hay không, nên dễ gì người ta hy sinh cái việc làm ăn lâu dài để giúp cho con đó. Nhưng mà mình có tiền thì mình làm được. Tiền đôi khi không mua được gì cả nhưng mà sẽ mua được tất cả, trả giá tốt một chút là sẽ được. Thì con làm cái này á, là có khi nó cũng dư lại một số tiền nhỏ. Thí dụ mà con phóng sinh một cái ghe mà cái ghe đó nó hết hàng để bán rồi mà còn dư lại 100-200 ngàn á, thì con để qua ngày hôm sau phóng sinh cho người khác. Dạ thì như vậy quý vị Bồ Tát cũng chấp nhận chứ, đúng không ạ? Chứ con làm phóng sinh mà có nhiêu thì con nói nhiêu, nhưng mấy bữa thì con phóng sinh thì có bữa lỗ có bữa dư nên nó cũng bù qua sớt lại à. Mà quan trọng mình làm cái này là mình giải cứu được thiên nhiên động vật, tạo được cái động lực cho cộng đồng họ tiếp bước làm theo, phóng sanh đúng cách, niệm Phật đúng cách, hồi hướng công đức đúng cách. Hôm nay con nói về việc hồi hướng công đức đúng cách à, là giống như là con đi phóng sanh với vô chùa cũng nhiều. Mỗi lần vô thì quý thầy phải đọc nguyên một cái sớ dài luôn, là hồi hướng công đức cho hương linh này kia tùm lum người hết. Con nghĩ là làm như vậy mất thời gian của mọi người và mất thời gian của quý thầy đọc quá là mệt mỏi. Có khi dài quá một cái sớ đọc cả 15-20 phút vẫn chưa xong, trong khi những cái con vật cần phóng sanh nó đâu có thể chịu đựng lâu đến như vậy. Nên chỉ cần đọc cái tên ngày tháng năm của mình rồi hồi hướng cho người đó hay là tất cả chúng sanh trong khắp các pháp giới là được rồi. Rồi về nhà mình cầu nguyện thêm. Con làm luôn cái video cho quý vị coi như vậy. Quý vị coi cái video con làm rồi á, bật lên coi rồi hồi hướng cho từng người mà mình muốn. Như vậy á là hiệu quả nhất. Bạn cuốn Honey bữa nay bạn ấy sung quá. Con giờ con chưa xuống sông nữa mà bạn ấy nhảy xuống sông và bơi qua sông luôn. Đây là thần thú giúp con đi phóng sanh nha quý vị. Để con có niềm vui trong cái việc ở trong thiên nhiên con đỡ bị cô đơn á. Đó, bơi qua bên sông đứng rồi đó. Giờ con đợi thuyền về. Giờ này chưa thấy ai về hết. Chiều nay nước lớn nè. Có hàng bán cho con phóng sanh không cô chú ơi? Hôm nay rầm lớn phóng sanh hết luôn quý vị ơi. Giải cứu động vật hết luôn. Nhưng mà thật sự ngày rằm này á, đồ ăn bán sẽ rất là rẻ luôn. Mà bên đạo chúa thì họ sẽ không có kiêng cử, nên mấy cái ngày này á, ngoài chợ vẫn bán đắt như bình thường. Trung thu mà chơi ăn chơi bình thường có gì đâu. Dạ đó, bởi vậy các tôn giáo tạo ra như vậy là để hôm nay mấy người đạo Phật là không có ăn, nhưng đạo chúa sẽ ăn.
nên các chư thiên họ thể hiện ra nhiều trường phái khác nhau, tạo ra các tôn giáo khác nhau đó. Các vị Bồ Tát là Chúa nè, là các thiên thần nè, là Quan Thế Âm nè, họ hiển thị ra nhiều giáo chủ tôn giáo khác nhau, rồi họ làm cho mọi người tin yêu theo rồi đi theo họ và tạo ra cái sự cân bằng trong các tôn giáo đó. Nhưng thật sự chỉ là một đấng duy nhất thôi. Và khi chúng ta đã giác ngộ rồi, chúng ta có thể liên kết được với vũ trụ này. Tất cả các năng lượng, các ý thức, cái lượng kiến thức khổng lồ trong không gian này, bây giờ nó sẽ không còn thuộc về cá nhân nữa, mà là của tất cả các cá nhân. Thì chúng ta đều mở khóa ra được. Chúng ta giống như là một siêu hacker, chúng ta có thể mở khóa toàn bộ dữ liệu kiến thức trong vũ trụ này. Đó gọi là giác ngộ đó. Nếu mà con thành Phật rồi thì con cũng có thể hồi hướng, mà con biết chính xác cái người mà con hồi hướng là ai, chỉ cần con biết cái tên thôi là con hồi hướng được. Nhưng mà con chưa thành Phật nha quý vị, nên con chỉ hồi hướng công đức được 20% thôi. Về nhà quý vị hồi hướng thêm, con làm cái video để cho quý vị thấy cái việc con làm là đã rõ rồi, quý vị không cần phải đi. Bởi vì phóng sanh đúng cách á rất là cực khổ đây. Con phải lội dưới sình nè, con đâu có thoải mái mà con mua một đống cá ở trong chợ ra rồi để từng hộp rồi xong cầu nguyện rồi thả xuống sông, bất chấp nó là con cá gì, có gây hại cho môi trường sông nước hay không. Đó là như vậy. Những cái việc con đang làm quý vị thấy đó, loại sình rất là dơ, đi không cẩn thận là sẽ đứt chân như chơi. Honey đâu rồi? Honey à? Honey? Rồi xuống bơi qua sông mà đi du lịch luôn rồi đó. Bữa nay Honey bỏ con luôn rồi. Rồi con thấy một người chèo ghe bắt cá ngoài kia rồi. Trời ơi trời, kiểu nào cũng dính với tiêu không thoát khỏi. Con phải bơi lại đó, con hốt, hốt cô đó lại, là cô đó không thể nào mà chối từ được con, và phải bán cho con ngay dưới sông này ạ. Ok, lên đường. Dạ. Anh chị ở làng chài luôn hả? Dạ, hay gì quá. Là ở làng chài trong này hả? Dạ. Tôm còn sống không à? Này còn sống mà tôi nhảy hả? Mới đổ vô. Dạ. À, nhiêu đây là bao nhiêu? 2 ký lấy đi, nhiêu giờ chừng 2 ký. Dạ dạ dạ, đổ ra cái rổ đi chị. Con nào chết thì nó sẽ nằm xuống, con nào sống thì nó bơi lên. Trời ơi, con để bịch bao nước đá nữa. Vậy hả? Công ty là nó sống. Rồi rồi rồi. Sao thấy nó dẹp lép tem tép hết trơn rồi ta. Rồi xong. A Di Đà Phật. Tiêu xin hồi hướng công đức về phóng sanh tôm chì này cho chị Hoàng Thị Anh. Dạ, khi nào mấy bé tỉnh lại đây? Cố gắng nha. Mới bỏ vô được em cứu liền, hay quá ha. Không phải, nếu xuống đó, mình bỏ vô nước là nó tỉnh lại. Dạ. Đợi tỉnh lại. Chị cầm luôn đi chị. Con nào chết thì mình trừ ra cũng được, con nào sống thì lấy về. Còn con gì nữa không anh chị? Không em ơi. Cua còng cũng được. Con gì cũng cứu được. Hôm nay là ngày rằm. Cua còng.
mời các bạn cua còng trở về tự nhiên. Nước đang lên đúng không Sư Huynh? Đang được lúc mà nước đang lên nữa. Mấy con còng này cái càng nó dài lắm ha. Em xin phóng sanh cho chị Hoàng Thị Anh luôn ạ. Hồi hướng công đức cho chị mau giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. A Di Đà Phật. Dạ rồi. Con ghê quá nhỏ phương lắm. Dạ. Tự bơ lên nè. Đây là tôm chì. Con nào trắng là nó đi không được, đúng con rồi đó. Nào đúng rồi đó. Vậy là ngon ngon đó, con tính lại nè. Để dạ. Đây đi. Kịp lúc lắm. Ủa hôm nay con leo lên thuyền này rồi hả? Bò lên nãy ngứa ngứa anh ẩm lên. Dạ. Yeah. Ghê thiệt, đi theo chủ tế đích luôn mà. Dạ. Yeah. Thần thú, thần thú. A Di Đà Phật. Hồi hướng công đức cho chị Hoàng Thị Anh sớm được giảng sanh. Trong 49 ngày của chị, em sẽ đều cố gắng phóng sanh mỗi ngày cho chị. Mấy con nhỏ nhỏ dễ sống nè. Chú cào được gì bán con luôn nha. Con mua luôn. Dạ, con mua phóng xanh. Dạ. Dạ. Đâu có gì bán không à. Chưa có hả? Dạ vì pin thì cũng không có đủ. Hôm nay mình phóng sanh hơi bị nhiều, dung lượng cũng vậy. Nên em sẽ cố gắng quay thêm 5 phút nữa về cảnh này. Đứng đây đi anh ơi. Em đi nâu không? Khôn ghê ha, đi tới theo tới chủ tới đích luôn. Yeah. Ủa sao con cua trên đầu em chạy xuống vậy? Hay quá vậy. Em mới vừa thả con này nó leo lên tới đầu em mà nó nhảy xuống nó tạo nét dữ vậy. Rồi dám tụi nó trong túi của em nữa rồi. Hên quá chưa vô. Còn nhiều lắm. Hồi xíu là anh tỉnh lại à, cái hành sinh đó thấy không? Xíu em phóng sanh ở khúc sông này mỗi ngày. Mà lần đầu tiên bữa nay được gặp anh chị. Em làm lâu chưa? Em làm này cũng được hơn tháng rồi. Ủa không, là mình đi ngay xong tháng ta. Phóng tại chắc hôm nay em xuống 9 giờ để đón mọi người chứ. Mấy bữa thì để, 10 giờ. Anh đâu xuống cái gì kìa anh ơi? Rồi xuống bơi á. Ghê vậy hả? Ở chảnh với con. Cút mà nó trơn rồi nè ông ơi. Ông ghét con quá à. Dạ. Con nào tỉnh lại, từ từ hồi tỉnh lại mấy nhỏ lớn giận hồi nè. Tỉnh lại trơn nè thấy không. Con nào nó trắng giả là nó tỉnh không nổi đâu. Đúng rồi, con trắng thì đừng nói nữa. Nó chết luôn rồi. Dạ. Có con xanh xanh đó. Tỉnh. Dạ. A Di Đà Phật.
Rồi em xin phóng xanh hết số tôm chì này. Ồ vậy là cái này khoảng 2 kg đó, hả chị? Ừ. Vậy chắc chị phải trừ ra đây là hồi mình chốt bao nhiêu. Thưa chị Hoàng Thị Anh, sau khi lựa ra tôm sống chết á, thì hôm nay chuẩn bị thả những con này nha. Coi như là 2 kg thì có khoảng 1 kg chết, 1 kg sống vậy đó. Vậy là 1 kg mấy bị chết đúng không chị? Dạ rồi, em cảm ơn anh chị. Có cái cảnh quay nó bơi dưới sông. Honey, come. Em mới lên mượn tiền hàng xóm để trả tiền cho ngư dân dưới sông. Thì được biết là nguyên cái làng chài này bữa nay á, người đạo Phật là người ta sẽ không đi đánh bắt. Bữa nay là ngày rằm nên ai cũng nghỉ rất là nhiều. Rồi được biết là có một nơi bán cá thòi lòi, thì em cũng đã order để mua phóng sanh cho chị Hoàng Thị Anh nha. Còn những anh chị khác thì chắc bữa nay em mua không được. Nhiều người đến họ dặn đồ á, bán cho những cái người ta tới người ta mua về ăn rồi. Nên bữa nay cứu cũng chật vật quá. Nên em sẽ phóng sanh cố gắng ở dưới sông hôm nay thêm một chút nữa. Tới 2 giờ chiều thì em sẽ làm một cái chương trình cho trẻ em sống ở đây chơi Tết Trung Thu. Cảm ơn. Dạ. Dạ cũng được, ra sông lớn cũng được. Cho nó đã. 3,5 kg. Dạ cảm ơn cô chú. Vậy anh ra đó kêu qua qua đâu? Tại cái vỏ lãi mình đậu ngoài giữa khơi. Con bé á. Con bé hả? Đây mình cầm cho. Bạn là người bắt mấy chú cá này hả? Vậy là xóm mình có bao nhiêu người bắt cá thòi lòi vậy bạn? 3 người hả? Vậy là bữa nay mình đã mua hết của 3 người luôn rồi. Còn một người kia là anh của bạn hả? À, vậy là mua Hoàng đúng không? Hoàng là khác đúng không? Vậy là 3 người mình mua đủ hết luôn rồi hả? Wow. Vậy là những ai bán cá thòi lòi trong xóm là em đã cứu hết luôn rồi đó. Không có biết đó có bán không? Hôm qua có đi bắt không? Ở vậy gọi nó được không? Dạ không, để xuống đây mượn điện thoại gọi. Có số không? Bạn nhớ số không? Vậy cứu cá thòi lòi luôn cũng được. Cho tối nay cá thòi lòi được rảnh rang ngắm trăng ăn Tết Trung Thu. Chứ bắt tối nay là chết hết trơn rồi. Nay trăng rằm trăng sáng nên cá thòi lòi nó ra nhiều nên bị hốt nhiều ha. Hôm nay em sẽ giải cứu hết cá thòi lòi cho chị Hoàng Thị Anh. Nếu mà mua được thêm của một người nữa thì sẽ hồi hướng cho bác Nguyễn Văn Chánh, cũng được siêu sanh cực lạc, vãng sanh
cõi trời, sớm thoát khỏi báo thân khổ ở những cõi dữ, mình giải cứu các thòi loài, con cháu của các vị thần tiên đang bị mắc lạ. Dạ được. Tổ ong hả? À, cái tổ ong đằng kia. Rồi, ok. Đáng mừng dữ vậy, có một tổ ong. Thiên nhiên ưu đãi. Hôm qua mua của bạn Hoàng đó. Rồi. Nhưng mà hôm nay bắt nữa mà không liên hệ mình cứu tiếp. Hồi mình sẽ nghiên cứu những con cá thòi lòi này có phải là một trong những con cá thòi lòi mình đã phóng sanh không nha. Cái này mà chạy được xuống Vũng Tàu luôn hả chú? Hay vậy. Chạy qua được Cần Giờ không chú? Dạ. Bữa lãnh đằng kia đi qua gì? 2 triệu qua bãi nó có cho đâu. Qua bên cá nhám đó nó có cho mình qua đâu. Dạ. Dạ rồi, em xin gửi tiền cho anh chị. Cảm ơn anh chị nha. Dạ không, mới mượn cô đó đó. Ô cô đó. Dạ. Cảm ơn cô. À, đi sạch tả đi xe. Xuống Vũng Tàu được luôn hả cô chú? Vũng Tàu mở phong tỏa chưa cô chú? Có chỗ cũng mở. Dạ. Đây là phóng sanh dữ quá đó. Phóng sanh quá, mở cửa luôn. Em lấy tôm nhỏ luôn hả? Tôm chết luôn. Hello, nghe chị hai. Rồi chị bớt em đó. Rồi em cảm ơn chị. Rồi chị cảm ơn nhiều nha. Dạ rồi. Rồi cảm ơn anh trai. Bữa đầu đấy nhà mới anh này với chị đó đi, bữa đi nó ghé hàng đưa cho em tôm sống. Để với lại mai mốt mình bắt mấy cái con mà nó béo quá không? Nó bé quá đừng bắt với mình. Dạ đúng rồi. Bé quá đừng có bắt. Chứ đừng bắt mấy con mang trứng. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, mua tép về cho ba con ăn luôn. Thì phóng sanh cỡ 100.000 à. Dạ. Dạ. Mấy con sống thì phóng sanh. Dạ. Dạ, vậy không sao đâu cô. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cô dễ thương quá, cô không nói con cũng đâu biết đâu. Dạ. Vậy là giờ có cá để thả nữa không cô? Không, cá thòi lòi á cô. Gọi chưa cô? Có luôn hả cô? Dạ. Dạ bây giờ em sẽ đợi để phóng sanh. Bây giờ em sẽ phóng sanh. Dạ. Em sẽ phóng sanh 3,5 kg cá thòi lòi cho chị Hoàng Thị Ân. Mới mua hả? Vô cũ hả? Và phóng sanh. Mấy mà phóng sanh một chiếc ngựa đó. Để coi hồi. Hồi nữa để coi anh kia đem xuống bao nhiêu ký cá thòi lòi nữa. Yeah.
là chỉ có hôm nay chị có phóng sanh được cho chị Hoàng Thị Oanh thôi, 3,5 kg cá thòi lòi thôi, còn anh kia anh đã bán hết rồi. Honey come, come. Rồi anh chạy ra luôn đi, nó sẽ bơi theo. Honey come, xuống đây con. Honey, là dừng. Honey. Honey. Để xuống rồi đó. Honey come. Come. Honey come. Không xuống là hồi mình chạy nó lại bơi theo, nó không tìm được luôn á. Honey come. Tại anh hồi anh chạy là nó sẽ bơi theo á. Honey. Không. Đi phóng sanh cá thòi lòi nè. Không. Này không. Này đây con. Này không. Sao lùi vậy? Sáng chưa ăn sáng mà đi nên lùi đúng không? Không. Không có về, đi tiếp mà. Đi con. Đi. Đi con. Honey. Honey. Không có về. Honey. Come. Honey, come. Đợi em xíu anh ơi. Nó dụ cho em đi theo nó nè. Honey. No. Stay. Come. Honey. Rồi con đi luôn đi. Đi đi luôn đi. Rồi sáng giờ chưa cho nó ăn sáng mà bắt nó đi phóng sanh. Nó xuống nó bơi nó bị lạnh. Hả? Dạ. Thôi kệ, để nó không thấy thì sao. Rồi đi luôn đi xuống. Nó mệt rồi, mấy hôm nay nó mệt nó làm biến đi lắm. Mà thấy mình chạy đi là Honey, come. Thôi cho nó ở đó đi. Nó có bơi nó cũng không chết đuối đâu. Anh biết cái chỗ nào bình yên để thả không? Rừng nước ha. Cũng được. Hơi xa hả? Ok. Hey!
coi khu này được. Rồi. Dạ. Thả khu này là không ai bắt được luôn đúng không Su Huynh? Cảm ơn anh. Dạ. Hôm nay thì Tuy Un chỉ giải cứu được 3,5 kg cá thòi lòi và khoảng 1 kg tôm tép. Thì bây giờ mình sẽ thả những bạn cá thòi lòi này đi lên rừng luôn ạ. Cái rừng này nó có thông đi đến Cần Giờ không anh? Dạ. Ở khu này thì nó sẽ phát triển tốt hơn đúng không? Rồi anh hỗ trợ em luôn Nguyễn Sư Huynh. Tôi ôn nghĩ như vậy đi. Bây giờ mình sẽ phóng sinh kiểu Hùng Phước. Nghĩa là hôm nay em sẽ thả 3,5 kg cá này á cho chị Hoàng Thị Anh và cụ Nguyễn Văn Chánh hưởng thọ 81 tuổi và anh Hùng Phước. Thì là em thả hết cho 3 vị luôn, rồi ngày mai em tiếp tục thả tiếp cho 3 vị nữa nha. Giờ khoan thả đi Sư Huynh. Anh bắt từng con ra anh phóng sinh. Anh bắt lấy tay anh bắt ra đó. Anh vén cái lưới xuống là anh buông ra là nó chạy. Em quay cho anh làm nhân vật chính đó. Anh là người bắt. Bây giờ anh là người thả. Rừng khu này bình yên quá quý vị ơi. Giúp em giải cứu động vật mỗi ngày và kêu gọi bảo tồn thiên nhiên rừng nước nha. Rừng này có đi thẳng ra Vũng Tàu không anh? Wow, ra Vũng Tàu luôn à. Rồi anh ấy bắt đầu thả. Giải cứu động vật trong tự nhiên thì lúc nào em cũng phải nhanh tay hết á. Nếu em chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ có người đến mua về ăn thịt liền. Đây, cá thòi lòi bơi đến với em đây mọi người ạ. Bây giờ em sẽ chuyên tâm hồi hướng nha. Hồi hướng công đức việc làm tốt này cho Hương Linh Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Văn Chánh. Được biết là hôm nay cũng là sinh nhật của cụ Nguyễn Văn Chánh. Và hồi hướng công đức này cho anh Hùng Phước 500k. Tại không biết tên anh là ai. Thì hôm nay em đủ duyên em giải cứu tất cả những cái chú cá thòi lòi này trở về tự nhiên, tiếp tục làm vai trò của cá thòi lòi trong thiên nhiên. Rồi được anh lái đò chở duyên đi phóng sinh. Những chú cá thòi lòi này bị thương trên mình hơi bị nhiều, chắc là để lâu quá thì nó quýnh lộn đúng không anh? Nhốt lâu quá nó đánh lộn, nó chóc vảy. Thì thả ở trong khu này thì nó sẽ dưỡng thương rồi để về tự nhiên. Dạ. Tội nghiệp quá. Hôm nay rất là may mắn luôn. Em cứ để cái tay này coi nó có bơi lên tay em không. Dạ đây, nó bơi lên tay em, nó đậu đây. Rồi tối nay có đi bắt nó không Sư Huynh? Sao cái khu này mấy anh không có vô đây bắt được hả? Ví dụ bắt là nước cạn, bắt là trong này nó cạn quê, đâu vô được, ghe đâu vô được. Dạ. Nước lớn nó chảy là loại lên rừng là đâu bắt được.
Cái khu này nó đặc biệt vậy luôn hả? Bắt mà chỉ bắt ở ngoài sông, ngoài sông nó quay đặc sắc. Lớn nữa mình chạy thôi. Nước lớn nó chảy lẹ lắm, nó vô nó để ngập đi. Dạ. Vậy nếu khu rừng á mà không bị tàn phá đó thì thời loài nó còn nhiều chỗ để lẩn trốn lắm. Mà bây giờ chặt phá rừng nó trống trơ trụi ra là người ta dễ bắt cá thòi lòi lắm à. Nên bên cạnh Tuyun cố gắng làm bảo vệ những cái loài vật đang sống trong tự nhiên, cũng đồng thời bảo tồn rừng đước để khôi phục lại rừng ngập mặn. Cái khu này là rừng ngập mặn luôn, đáng lẽ là phải có san hô sống được nữa, nhưng mà không thấy san hô đâu hết, do là ban ủi đồ tàu thuyền qua lại. Cái thuyền mà đẩy lưới cá ở dưới là gọi là gì anh? Đi te đó. Ở đây người ta đi te ngoài phía bên ngoài á, nên cho dù san hô có mọc lên nó cũng gãy đó. Thì mình cứ phóng sanh mỗi ngày thì mình giải quyết được cái sinh nhai cho những người dân sống ở đây, và là cũng là cách để mình bảo tồn lại môi trường sống ở đây. Bởi vì người ta bán là chủ yếu là để lấy tiền mưu sinh cho sinh hoạt hàng ngày thôi, nhưng mà họ bắt buộc phải bán cho những người ăn thịt. Còn nếu mà bây giờ bán cho những người giải cứu thì công đức chúng ta tăng trưởng và làm được nhiều việc rất là tốt cho thiên nhiên và động vật. Như vậy là được phóng sanh đúng pháp, đúng cách. Chứ bây giờ mà quý vị mà nuôi cá rồi đem đi phóng sanh những con cá nuôi đó ra tự nhiên, những con cá nó không có vai trò trong tự nhiên, phóng sanh như vậy cũng vô ích vô ổn. Rồi xong. Em cảm ơn Sơ Quân nhiều nha. Cảm ơn gia đình chị Hoàng Thị Oanh, anh Hùng Phước 500k và gia đình Bồ Tát Trang Nguyễn đã hồi hướng cho cha của mình trong ngày hôm nay. Hôm nay là rằm Trung Thu, em cứ nghĩ là sẽ phóng sanh được rất là nhiều, nhưng chỉ được nhiêu đây thôi. Ngày mai cố gắng tiếp. Ủa sao em giống như đang bị mắc kẹt quá vậy? Từ từ nha. Em thích là em bay lên cặp rồi em bay qua. Cái bộ đồ này nó nặng lắm, lên thuyền hơi bị khó. Anh tên gì vậy anh? Dạ, cảm ơn anh Đức nha. Dạ, chạy về được rồi. Thả em giữa dòng sông, em nhảy xuống em bơi. Nó chưa chạy về đi, em coi con chó làm sao nữa. Thôi, vậy nếu như vậy bắt hồi tối là khoảng 6-7 giờ bán cho em là em phóng sanh được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ cá thòi lòi trước nha quý vị. Thì thả cá thòi lòi về rừng là một cái chương trình rất là hợp lý. Em sẽ không thả ở phía lung tung bên ngoài, mà em sẽ thả trực tiếp ở trong rừng luôn à. Đây là khu rừng này. Mai sáng có nữa nói em nha. Ngày mai còn bắt không? Chứ ngày nào cũng không nghỉ ngơi hả? À, một tuần bắt được mấy lần anh? Ủa, cá thòi lòi không bắt được hoài luôn hả? À. Em ở đây một thời gian nữa, tóc em sẽ dài ngang vai và trở thành chàng tiên cá thật sự luôn á. Dân cách.
À, xin chào quý cô bác anh chị, bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn anh này một xíu về cách bắt cá thò lòi. Là một tháng mình bắt cá thò lòi được mấy lần anh? Như anh chia sẻ nãy. 10 ngày anh. Một hơn 10 ngày chứ tùy không nó lên nhiều ít. Tại sao một tháng mình chỉ bắt cá thò lòi được khoảng tầm 10 ngày vậy anh? Nước nó xuống cạn mới bắt được, còn nước mà nó ngập ngập giống vậy đâu bắt được nó đâu. Là chỉ có 10 ngày là nước cạn cạn đúng không? À, nước cạn mới bắt được nó mới ra thôi, chứ còn nước ngập là chứ anh thả trong rừng là nó lên rừng nó ở, mình lên rừng là nó chui vô hang mình đâu bắt được nó. Dạ. Yeah. Nước chỉ cạn ra ngoài nè, xong nó chạy lên rừng không kịp thì mình mới bắt được nó thôi. Vậy thường vào những ngày cuối tháng hay là những ngày giữa tháng hay là cuối tuần hay sao anh? Tầm thường là nước rầm với nước 30 á. Thường là gần 13, 14, 15, 16 lịch ở dưới, hoặc là 28, 29, 30, 1, 2 đâu. Là rầm nó mới xuất hiện đúng không? Là mấy ngày đó là nước cạn nhiều nó mới ra. Oh. Mà cũng tùy, có lúc nó ra nhiều, lúc nó ra ít rầm. Dạ, vậy là cá thòi lòi nó xuất hiện vào những ngày rằm trong 10 ngày đó. Quý anh chị cô bác mà có ủng hộ em giải cứu cá thòi lòi á, thì được nha. Chứ mình cũng không có thể nào mà cứu cá thòi lòi mỗi ngày đúng không? Chỉ có mấy ngày đó thì nó bị bắt thì nó bị người ta ăn thịt. Nên trong những ngày đó mình giải cứu được thì rất là tốt à. Dạ, ồ, cảm ơn anh chia sẻ nha anh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ về nhà. Rồi anh ơi, Hân ơi, Hân ơi, em nghĩ chắc nó không về nhà đâu, nó sẽ đi vòng vòng kiếm em á. Hân ơi, thôi bây giờ em sẽ về kiếm nó để thử coi. Như anh nói là anh thấy những cái chú rái cá mà em thả ở đây xuất hiện hả? Ừ, nó ở ngoài đó, nó hay đi ngoài đó mà. Dạ. Yeah. Khu đó thì nó hay ở hả anh? Nó ở ngoài rừng ngoài đó. Nó yeah. Có mấy cái cột cao cao nó hay lên. Dạ, thưa anh chị cô bác, thì em có làm bảo tồn rái cá thì giải cứu rái cá trả về tự nhiên á, thì anh này ảnh phát hiện được có 3 con hả? Chỉ có 3 con thôi hả sư huynh? Nó đi lên lâu lâu thấy 3 con. Giờ nó bơi nhanh lắm, nó gặp mình là nó chạy không à, nó đâu có ấy đâu mà. Vậy hả? Chứ nhìn con nào giống con nào, thấy mồm nó đi một bầy, thấy ba con. Ok. Vậy là công tác bảo vệ rái cá của em cũng thành công. Nhưng mà bây giờ chắc mấy con rái cá đó nó không còn nhận ra em nữa. Nên sắp tới em sẽ cố gắng làm hơn nhiều video về rái cá. Thì em sẽ cho anh chị coi những chú rái cá em đang huấn luyện để cùng em ra ngoài thiên nhiên như thế này. Chứ em dắt mấy chú cún đi theo thì nó không được. Nó bơi một hồi nó bị lạnh thì nó sẽ chán, nó không muốn bơi. Và bây giờ nó đã đi lạc, em phải đi tìm nó đây. Rồi, cảm ơn sư huynh. Em về nha. Hẹn gặp lại. Hân ơi, quý vị nghĩ cún honey nó sẽ đi đâu nhỉ? Em cũng không biết, có thể là về nhà kiếm thử. Nhưng mà bữa nay em được biết thông tin quan trọng là ba chú rái cá của em, một trong những con rái cá của em chứ, vẫn còn tồn tại ngoài tự nhiên. Và em đã biết được nơi người ta tìm thấy nó. Một ngày không xa em sẽ đi gặp nó để coi nó còn nhận ra em không. Thì ủng hộ việc làm của em, quý vị sẽ xem được cuộc sống chân thật của em trong tự nhiên là thế nào. Honey, đây là dấu chân của Honey. Dấu chân của Honey đó. Dấu chân vừa nhỏ gọn, không biết nó có đi về hay không thôi. Bây giờ nó cũng lớn lớn rồi, với lại nó cũng chán đi rồi, bởi vì đi nó chỉ có bị lạnh và đói thôi. Chó có thể bên em, nhưng mà ở trên bờ thì tốt, còn chó nó xuống nước
tội nghiệp nó thương mình nhưng mà nó phải chịu lạnh, riết nó mệt mỏi. Còn em á, làm cái việc này anh chị thấy vất vả của em nên ủng hộ em để em làm nhiều việc lợi lạc hơn cho thiên nhiên và động vật nơi đây. Với lại thật ra thấy em cực như vậy á, nhưng đối với em là bình thường. Bởi vì em kiểm soát được hơi thở của em, em điều chỉnh được nhịp tim của em, em có thể giữ hơi thở ổn định để giữ thân nhiệt ổn định. Điều mà người ta khó làm thì đối với em là bình thường. Nên những công việc này hợp với em. Nên đừng lo cho em, lo giải cứu động vật đúng cách để tương lai con em mình á còn được sống trong môi trường tốt, còn có thể phát triển được. Em mua tép tôm này về cho ba em ăn đây. Ôi, chào anh. Lên không? Anh cũng ướt hả? Tại sao lại không? Con chó ở đâu? Nó đi đâu rồi? Hồi nãy ta thấy nó đứng trên bờ á. Nó đâu? Hồi nãy nó đứng ở trên bờ ngay gốc nước đó. Mới đây hả? Hồi nãy mới chèo ra anh thấy nó mà. Rồi anh chèo về. Chèo về, hồi nãy chèo về thì tao vô sau mày mà nói vậy. Vậy hả? Nó biết đường chạy về nhà không? Hên xui. Nếu nó là thần thú thì nó sẽ biết. Đây cũng là thử thách của nó đó Sư Huynh. Tình trạng nó đi vô trong đồng của người ta thì nó sẽ có một cuộc phiêu lưu mới. Cho nãy không cho nó lên trên đấy được. Nó đòi em cho nó về. Em mà đi theo nó là nó cứ chạy về để nó dụ em về với nó. Nhưng mà em đâu đi. Người rủ đi theo em còn không đi. Mà em đi theo một con chó à. Đang đi làm nhiệm vụ mà. Lấy thả cá, lấy cá của anh Đức hả? Dạ đúng. Mấy ký? Hả? 6-7 ký gì hả? 3,5 ký. Rồi vậy sáng anh bán hết chai mỡ. Tối cho 5-6 ký lần. Vậy hả? Hên ơi! Chưa về đâu. Hên ơi! Rồi, lạc mắt. Lạc mất thằng con rồi. Lạc mất Honey rồi. Honey thật sự ngu ngốc. Nói chứ em phải đi tìm nó đây. Em không bao giờ chạy phía sau một cô gái. Nhưng thật sự em có thể chạy phía sau một con chó. Vì con chó nó trung thành với mình, nó sẽ bảo vệ mình. Thứ nó cho mình là tình yêu thương chân thật. Nên thôi đi tìm nó. Hết ngày nữa. Hên ơi! Hên ơi! Em gọi con chó mà chỉ có con quạ trả lời. Con quạ nó trả lời với em mà con chó thì không trả lời. Hên ơi! Trải qua mấy kiếp luân hồi rồi mà Honey nó lại không nhớ được rằng Teun là một người đã không còn là người nữa, không bị tình cảm luyến ái mê hoặc. Teun có tình yêu bình đẳng với tất cả chúng sinh nhưng không có tình dục. Và tình cảm dành cho một con chó thì cũng giống như một con người. Lúc kêu đi theo thì không đi. Tới lúc Teun đi rồi lại đi kiếm và đi lạc.
Phật đến dẫn dắt đi thì không đi. Hẹn năm hồi bảy lượt. Cuối cùng thì đi lạc vào những cõi khác. Honey nếu thật sự là một thần thú thưa quý vị, thì bạn ấy sẽ có thể tìm đến ngôi nhà của Tiun như lúc bạn ấy đã tìm thấy Tiun. Chú cuốn Honey này có nhảy xuống sông bơi theo em, thì trên đường về em đã tìm thấy. Chỉ sợ là nó nhỏ bé và nó bơi nó bị tàu đụng, hay là nó bị dính vô lưới. Đó là giả thuyết về những điều tiêu cực nhất. Còn nghĩ đến những điều tích cực thì Honey sẽ có một cuộc phiêu lưu mới nếu không trở về nhà được. Nhiệm vụ Honey làm cho Tiun, làm bài học cho tất cả mọi người, đến đây kết thúc cũng được. Honey đến lúc đi đổi thân thể mới tốt hơn cũng là điều đáng mừng. Còn bây giờ tôi phải về cho kịp lời hứa của trẻ em trong xóm này. Hôm nay sẽ là một tiết mục tôi tổ chức làm lồng đèn trung thu cho mấy em nhỏ thi. Ok. Sau khi đi phóng sinh hôm nay thì em đã phóng sinh luôn thần thú của mình. Honey lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm Tiun. Ba. Mình đi đâu rồi để cho nó đi phóng sinh đi. Con kêu nó lên thuyền để đi phóng sinh cá thòi lòi mà con đến về 11-12 giờ mà nó không chịu đi theo. Con mà lên bờ đi theo nó thì nó lại chạy về. Nó kêu con đi theo nó về. Nó chưa rồi. Nó chưa rồi, không chịu về. Mới 12 rồi giờ hả ba? Cửa đi. 12 giờ. Rồi. Nè. Nè. Thằng nhỏ đã về rồi sao? Đi nè nó nè. Thần thú thật sự. Nó đi tìm em xong rồi nó cũng phải về. Nó sẽ đánh hơi được cái mùi của em. Nó nhìn thấy đôi dép em mất là nó tự nó biết đường nó về. Yeah.